Vâng, xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang xin kính chào các bác và cô chú anh chị. Và hôm nay là buổi sáng, nay ngày hôm nay ngày bao nhiêu anh nhỉ? Hôm nay là ngày 14 dương lịch. À, 16 dương lịch. Rồi 16, vâng. Ngày 16 em đồ gỗ Công Nhung trân trọng được chào đón anh Bằng. Đây, anh Bằng đây. Anh Bằng có địa chỉ, anh giới thiệu lại địa chỉ em ơi. Địa chỉ của mình là ở Tam Dương, Vĩnh Phúc. Tam Dương, Vĩnh Phúc. Và chỗ nào Tam Dương nhỉ? Ở chỗ Tam Dương, Duy Phiên. À, Duy Phiên. Xã Duy Phiên, Tam xã Dương, Duy Phiên, Tam Dương. Đây. Sau khi lựa chọn thì anh đã chốt cho gia đình bộ ghế liền khối chất liệu gỗ cẩm vàng. Bộ sản phẩm này là bộ hàng Công Nhung sẽ làm là bộ góc cua các bác nhá. Đây, bộ góc cua, cua tròn đấy ạ. Đấy, sản phẩm là một chiều ngắn là dài 2m35, một chiều này là dài 3m23 cộng thêm một cái đôn là 65 phân nữa. Đây, về phần chiều văng dài gần 4m các bác nhé. Dài gần 4m và một chiều là 2m35. Thì cũng như mọi gia đình là anh Bằng đang ký nhận tất cả chi tiết của bộ sản phẩm này. Trong đơn đặt hàng của gia đình anh Bằng, anh đặt thêm một bộ bàn ăn chất liệu gỗ gõ đỏ, mẫu ghế hoa lá tây bàn tròn và một chiếc đồng hồ tứ trụ gỗ hương đá. Toàn bộ mặt bàn, mặt ghế, tựa lưng là dày 12 phân, chất liệu gỗ cẩm vàng, hàng chọn ngựa vân cực kỳ đẳng cấp. Thì mọi hôm thì anh Bằng cũng đã theo dõi Công Nhung trên TikTok, trên Facebook. Và ngày hôm nay anh đến trực tiếp xưởng đồ gỗ Công Nhung, cơ sở Tuyên Quang để tham quan và ký nhận sản phẩm. À, anh sang bên kia để ký bàn ăn nha. Và anh sang kia để và ký bàn ăn. Và đây ạ, Công Nhung xin giới thiệu qua bộ sản phẩm này. Đấy, thêm một cái đôn nối các bác nhá. Đôn nối là 65 phân này. Một chiều dài là 3m23 chiều dài. Đấy ạ, chất liệu gỗ cẩm vàng, hàng chọn ngựa vân, đồng đều vân, đồng đều màu, gần như không một tì vết nào. Xưởng đồ gỗ Công Nhung có địa chỉ tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ngoài ra Công Nhung có cơ sở 3 tại làng nghề Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh. Kính mời các bác và cô chú anh chị bớt chút thời gian về trực tiếp đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang và đồ gỗ Công Nhung 3 Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh để tham quan thực tế và đặt hàng. Đấy, về form dáng đấy ạ. Tất cả phần tựa là Công Nhung sẽ chặt kiểu các bác nhé. Chặt kiểu rất là mềm mại và góc là góc cua tròn. Đấy, cua tròn đấy ạ. Đấy, rất là điệu. Đấy, đồng hành với anh Bằng đây, có anh Thái đây. Đấy, anh Thái đây. Đấy. Chào anh Thái nhá. Đấy, trong gian trưng bày đây Công Nhung có rất nhiều những tấm chiếu này, những bộ liền khối này. Và buổi sáng hôm nay Công Nhung đang giới thiệu phần ký nhận của gia đình anh Bằng tại Tam Dương, Vĩnh Phúc, trực tiếp tại cơ sở Tuyên Quang. Kính mời các bác và cô chú anh chị bớt chút thời gian về thực tế đồ gỗ Công Nhung để tham quan thực tế và mục sở thị và đặt hàng. Đây đối diện là gian trưng bày số 2 đấy ạ. Đối diện là gian trưng bày số 2, cơ sở Tuyên Quang. Các bác và cô chú anh chị đến tham quan đồ gỗ Công Nhung mình sẽ được thoải mái lựa chọn. Cái Công Nhung thì rất nhiều hàng các bác nhé, rất nhiều hàng. Thợ, tất cả anh em thợ là gần 100 người, làm rất là nhiều sản phẩm. Ở đây trong gian trưng bày số 2 đây, rất nhiều sản phẩm rồi. Ghế đinh chun, rổi chun, đinh hương, hương đá, gõ đỏ. Rồi thì ngoài ra Công Nhung làm rất nhiều những sản phẩm cẩm nai, mun hoa tại là Đồng Kỵ, Bắc Ninh. Một lần nữa xin cảm ơn gia đình anh Bằng đã ủng hộ đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang. Cảm ơn các bác và cô chú anh chị đã dành thời gian để tham quan và tham khảo ạ.